Xin chào mọi người, mình là Thùy Linh. Chào mừng các bạn đã đến với channel Phim 10 Phút. Video ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn một bộ phim từng là siêu phẩm phòng vé mang tên Tình Du Ký. Lưu ý rằng nội dung video sẽ tiết lộ toàn bộ nội dung, các bạn hãy cân nhắc trước khi xem nhé. Anh chàng này là Hồng Nhãn, nơi đây là lãnh địa liên minh của Sáu Diêm Vương. Người đàn ông này là Đường Ngộ Đức, chấp pháp quan liên minh giữa các vì sao. Lão nhận được giao dịch truy bắt Hồng Nhãn, sau khi hoàn thành sẽ nhận được thêm khối Rubik hoàng kim từ cô nàng đi xàm. Ngân Hà Nhãn tuyệt đối không bỏ qua cho bất kỳ kẻ nào bay vào đường cấm kỵ. Mạch Đàng lại từng chạm vào điều ấy nên bị Hồng Nhãn thi triển cấm thuật mãn ảnh thuật lên người, khiến tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc. Thời gian của Mạch Đàng không còn nhiều, Đường Ngũ Đức phải cố gắng nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ bắt Hồng Nhãn để hắn chữa trị cho cậu ta. Đường Ngũ Đức rút chiếc dù vũ khí của mình ra quyết định động thủ, Hồng Nhãn không thèm đếm xỉa đến và dừng dưng bỏ đi. Tức giận vì bị xem thường, Đường Ngũ Đức liền ra tay. Mặc dù chỉ là một sĩ quan cảnh sát cấp thấp, thế nhưng lão lại có khả năng đặc biệt khiến Hồng Nhãn ngạc nhiên tới bất ngờ. Sau khi khởi động chiếc ấu vũ khí của mình, lão ta lập tức trở thành một đối thủ khá đáng gờm. Nếu Mạch Đàng mài chết trong cuộc thi phong bạo pháp Mira, thì Rubik Hoàng Kim có chứa tọa độ dối chân quỷ sẽ trở thành mục tiêu của nhiều người. Ngân Hà Nhãn cũng không mong nhìn thấy kết quả này. Biết rõ điều ấy, thế nhưng Hồng Nhãn vẫn không hề nhẹ tay với Đường Ngũ Đức chút nào. Cotton vốn là quốc vương của tinh cầu Anon. Đi ra là tinh học hội cuối cùng của Thái Dương Hệ, còn đây chính là Mạch Đàng. 48 tiếng trước đó, họ đã cùng nhau thành lập đội và lên đường tham dự cuộc thi phong bạo pháp Mira. Khác biệt với mọi lần, đợt này địa điểm tổ chức lại nằm ở vệ tinh Europa của sao Mộc. Trong lúc vô tình sơ suất để chiếc xe đầy hàng của mình rơi xuống dốc, Mạch Đàng vô tình bị cuốn vào cuộc gây sự với hai anh em hạt rẻ siêu cấp. May mắn lại được ngài Medici ra tay giúp đỡ và cảnh cáo kịp thời. Ông là chủ tịch truyền thông lớn nhất Thái Dương Hệ và cũng chính là người đứng ra tổ chức cuộc thi phong bạo pháp Mira. Sau khi bị thi triển mạn ảnh thuật, Mạch Đàng nhận ra sự thay đổi rõ rệt bên trong cơ thể mình. Có biết thời gian thực sự không còn nhiều nữa, Cotton rất lạc quan nhìn nhận Mạch Đàng có mạng lớn, từng nhiều lần tay qua nạn khỏi. Hơn nữa còn đang được Đường Ngũ Đức nhận lời giúp đỡ truy tìm Hồng Nhãn. Đi ra lại luôn cảm thấy bất an, không phải lần nào Mạch Đàng cũng gặp may mắn như vậy. Nàng không thể nào hiểu nổi suy nghĩ, cũng không cách nào thuyết phục Mạch Đàng đừng tham gia cuộc thi phong bạo tháp Mira. Đổi lại thì nhân vật chính lại rất tự tin, so với việc chờ đợi cái chết đến gần, tại sao không giành lấy chiến thắng. Cuối cùng cuộc thi được mọi người mong đợi cuối cùng cũng diễn ra. Sự kiện 5 năm tổ chức một lần này đã thu hút được rất nhiều khán giả cuồng nhiệt nhất đến từ mọi hành tinh khác nhau. 16 đội thi tham dự đều là những nhân tố được tuyển chọn xuất sắc trong Thái Dương Hệ. Thành viên tiêu chuẩn bao gồm 3 người và được sắp xếp ngẫu nhiên vào hai bảng đấu Đông Tây. Trải qua 3 vòng đấu loại nghiêm ngặt, hai đội còn lại của mỗi bảng sẽ tiếp tục đi tới vòng chung kết. Mục đích cuối cùng chỉ có một, đó là đánh bại tất cả mọi đối thủ và giành lấy phần thưởng động cơ phi thuyền cao cấp, lõi Jupiter. Đây cũng chính là động cơ năm xưa bố Mạch Đàng từng dùng. Nếu đi vào được dấu chân quỷ, đi ra sẽ tìm được Tuyết Lưu Tình và gặp được người thân của mình. Vì vậy, Mạch Đàng rất muốn giành được chiến thắng cuối cùng để tặng nó cho nàng ta. Sau khi bốc thăm, các tuyển thủ sẽ lái phi thuyền tự do không giới hạn trên đường đua nham thạch. Đội đầu tiên tới đích sẽ lọt vào vòng trong. 3 người Mạch Đàng thuộc về đội Quốc Vương và thuộc họ, lần này họ phải đối đầu với chiến đội Quốc Vương Kỵ Sĩ Đoàn. Chưa đầy 30 giây sau khi bắt đầu, Mạch Đàng và đi ra lần lượt xảy ra sự cố và tự hủy đi chiếc phi thuyền của chính mình. Cả hai đành phải cùng lên phi thuyền của Cotton và tham gia với tốc độ rùa bò. Ở phía ngược lại thì các thành viên trong đội Quốc Vương Kỵ Sĩ Đoàn lại rất tự mãn thi đấu với nhau. Bỗng dừng đội Quốc Vương và thuộc hạ bứt phá vừa xa bay chiếc phi thuyền siêu cấp của đối thủ. Thấy vậy, đối thủ lập tức tấn công. Sau khi ăn trọn loạt đạn thì phi thuyền cũng rơi xuống, cả 3 lần nữa rơi vào tình huống nguy hiểm. Thay vì chọn bỏ cuộc, Mạch Đàng lại tận dụng nguyên lý nấu nướng món ăn, mượn sức đầy của nham thạch và giúp cả đội mình thoát chết trong gang tấc. Thậm chí còn may mắn giành luôn được chiến thắng. Xong chuyện, buổi tiệc ăn mừng của đội số 4 diễn ra không hề vui vẻ. Nam chính đang dần mất đi khả năng kiểm soát cơ thể của mình, nhưng vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ khiến cho Cotton và đi ra cảm thấy càng lo lắng hơn. Khi tỉnh dậy, Mạch Đàng đã ở trong khu vực thi đấu vòng thứ 2. Các đội đua phải xuất phát từ hai bên hành tinh Europa, xuyên qua rừng rậm quái thú và leo lên tháp xương cá. Đội đầu tiên lấy được trân châu sẽ là đội chiến thắng của vòng này. Để tăng thêm độ khó và tính giải trí, vòng này còn đưa thêm quy tắc hoán đổi đội trưởng. Tuyển thủ giành được trân châu sẽ có quyền quyết định ở lại đội cũ hoặc gia nhập đội mới. Đi ra và Cotton ở cùng một đội. Nhận được tin đã tìm thấy Hồng Nhãn ở sau Diêm Vương, đi ra vui mừng muốn nhanh chóng giành được trân châu và đưa Mạch Đàng rời khỏi nơi này.
Trong khi đó, Nam chính lại bị chia ra ở một đội khác, nhận ra cơ thể mình đang càng lúc càng không nghe lời, không muốn nhanh chóng tìm kiếm được trân châu hơn. Một thành viên là nhà vật lý trị liệu số 1 của Thái Dương Hệ nhận ra luồng sát khí trên người Mạch Đàng ngày càng mạnh. Màn ảnh thuật đã khuếch tán ra khắp cơ thể, nhiều nhất chỉ còn 3 ngày là sẽ bị mất đi tất cả mọi suy nghĩ và ý thức, trở thành một kẻ như xác không hồn. Trên đường tới tháp xương cá, Đường Ngũ Đức bỗng liên lạc với Đi Già. Trong lúc cô vắng mặt, Quát Tần vì nổi nóng bảo vệ danh dự quốc vương của mình nên đã tấn công đồng đội và bị loại ra khỏi cuộc chơi. Rất nhanh, các tuyển thủ còn lại đều đã lần lượt vào bên trong tháp xương cá. Tới đây thì họ có thể quay trở lại đội của mình. Mạch Đàng đề nghị Đi Già đi lấy trân châu, còn mình sẽ ở lại ngăn nhà vật lý trị liệu. Bỗng nhiên Đi Già đề nghị bỏ cuộc, hóa ra Đường Ngũ Đức đã liên lạc với cô và thông báo về nhiệm vụ bị thất bại. Tuy Đường Ngũ Đức đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng, chỉ là hồng nhãn quá mạnh. Đường Ngũ Đức còn khuyên họ đừng tìm tới hắn, nếu không chắc chắn sẽ bị mất mạng. Trước khi màn ảnh thuật trên người Mạch Đàng phát tán, Đi Già vẫn rất mong họ phải đến được sao Diêm Vương. Ngược lại thì Mạch Đàng lại muốn đấu xong trận này rồi mới tính tiếp. Nhìn thấy cậu ta cùng nhà vật lý trị liệu chiến đấu kịch liệt, nàng nhớ lại kẻ yếu nhất định sẽ mất đi mọi thứ. Ông nội, ba mẹ và những người thân của nàng đều lần lượt ra đi, và lần này chính là Mạch Đàng. Sự cô đơn cứ dần dần xâm chiếm cuộc sống của nàng, khiến nàng không biết phải làm gì, chỉ có thể bất lực trơ mắt chứng kiến. Lúc này, toàn bộ huyệt đạo trên cơ thể Mạch Đàng đã bị ông chú trị liệu vật lý phong ấn. Nếu cứ cố chấp phá phong ấn sẽ làm tăng tốc độ quá trình trao đổi chất. Màn ảnh thuật cũng sẽ xâm chiếm cơ thể nhanh hơn. 10 phút nữa phong ấn sẽ tự động hủy, nói rồi ông chú liền bỏ đi. Mạch Đàng đề nghị Di Gia một mình đuổi theo bọn họ. Cậu ta không muốn cả nhóm cùng nhau đi tìm Hồng Nhãn để rồi chết cùng nhau. Thay vì vậy, cậu muốn giành chiến thắng trong cuộc thi lần này để Di Gia có thể gặp lại người thân. Trong 3 ngày cuối cùng của mình, điều duy nhất có thể làm được của Mạch Đàng chính là đưa mọi người tới dấu chân quỷ. Di Gia từng mất đi gia đình và bạn bè, hiện tại nàng không muốn mình lại trải qua quá trình đó một lần nữa. Vừa trấn an cô xong, cơ thể Mạch Đàng bỗng rơi vào tình trạng rất nguy kịch. Không muốn thua cuộc, Mạch Đàng từ từ thức tỉnh. Lần này cậu đã tự giải được phong ấn rồi cưỡng ép dùng sức mạnh tấn công phá hủy tháp xương cá cao hơn 100m kia. Điều này làm cho tỷ lệ người xem không ngừng tăng lên. Đi Già rất lo lắng, nếu cứ tiếp tục như vậy thì Mạch Đàng sẽ chết trong cuộc thi lần này. Lúc này đối thủ đã sắp di chuyển tới đỉnh tháp rồi. Đối với họ, phá hủy tháp chỉ là tiêu hao thể lực vô ích. Đúng lúc không ai nghĩ tới thì cậu ta lại sử dụng chiến thuật bất ngờ thành công xoay chuyển thế cục hiện tại. Đúng lúc Mạch Đàng sắp chạm vào chân châu thì Đi Già lại dùng thuật hoán đổi để giành lấy vị trí chiến thắng. Theo luật chơi, người chiến thắng có thể lựa chọn duy trì cùng đồng đội mới. Nàng không muốn cậu tiếp tục nên đã để cho cậu rời khỏi nơi này và lựa chọn một đội mới. Hành động này khiến khán giả cảm thấy nàng không có tình đồng đội cùng đáng ghét. Tỷ lệ số người xem bắt đầu giảm liên tục, hiện tại chỉ còn 2 đội tranh tài nữa mà thôi. Những người bị loại trong cuộc thi đều đã bị ban tổ chức nhốt tạm thời ở khu cách ly. Trước khi bắt đầu thi, Đi Già sẽ tìm cách lèn vào trong đó đưa Mạch Đàng rời đi. Tuy nhiên, cậu ta lại tự thân một mình tới gặp ngài Madisi và đưa ra đề nghị thi đấu lại. Đối với Mạch Đàng, đây chính là điều cuối cùng mà bản thân có thể làm cho bạn bè mình. Theo lời hẹn, Cực Quang đến tìm Cotton và Đi Già. Anh không hiểu tại sao cô lại chọn cách loại đi đồng đội của mình. Đi Già thẳng thắn cho biết, nhóm mình sẽ rời đi và chịu mọi trách nhiệm. Cực Quang có thể dẫn người của mình tiếp tục thi đấu. Tuy nhiên, hắn vốn là người không tin thực sự có cầu vồng biển lẫn dấu chân quỷ. Mục đích hắn tới với cuộc thi lần này chỉ là đổi lấy danh vọng và tiền tài mà thôi. Ngài Medici và Mạch Đàng bắt tay đồng ý thỏa thuận. Phía ban tổ chức rất hy vọng tỷ lệ người xem sẽ lại tăng cao. Lão không ngờ rằng Mạch Đàng trước mặt này lại chính là con trai của Hồng Ma Quỷ và cảm thấy mình đúng là gặp may. Một tin tức cực kỳ thú vị lập tức được đưa ra. Chàng trai trẻ người trái đất bị đồng đội phản bội, muốn được quay trở lại đấu trường và khiêu chiến với tất cả tuyển thủ bị loại. Quyền quyết định đồng ý nằm trong tay khán giả. Lão Medici bỏ ra một số tiền rất lớn làm phần thưởng cho tuyển thủ đánh bại Mạch Đàng. 1-30, ai cũng rõ cậu ta hoàn toàn không có khả năng chiến thắng. Trong lúc tình huống đang nguy cấp, Đường Ngũ Đức đưa ra đề nghị Đi Già đưa ra khối Rubik cho hắn trước, chờ khi về liên minh rồi nghĩ cách cứu Mạch Đàng. Nghe những lời này, Đi Già lập tức cúp máy từ chối. Vòng đấu hồi sinh độc nhất vô nhị trong lịch sử phong bạo Pháp Mira cuối cùng cũng bắt đầu. Nếu chiến thắng 30 tuyển thủ, cậu ta sẽ được quay trở lại cuộc thi. Không còn cách nào khác, cũng không thể thuyết phục được Mạch Đàng nên Đi Già và Cotton quyết định tự mình đi tới sao Diêm Vương để tìm Hồng Nhãn. Trong lúc vào phòng nghỉ ngơi, cả hai phát hiện ra rất nhiều cơm hộp mà Mạch Đàng đặc biệt chuẩn bị cho họ. Trong hộp ghi âm, cậu cảm ơn hai người đồng thời còn nhờ họ nếu gặp được bố mình thì hãy thay cậu nói lời xin lỗi.
Tất cả những điều này cũng nói lên rằng nam chính đã không có ý định còn sống để trở về nữa rồi. Đau lòng trước quyết định đó, Lisa đề nghị Cotton giúp mình khởi động hệ thống truyền thanh giữa các vì sao. Cô muốn cho tất cả mọi người biết rằng mình đang nắm giữ khối Rubik hoàng kim của tình học hội lưu lại. Bên trong có ghi chép tọa độ hoàn chỉnh của dấu chân quỷ. Đổi lại, cô muốn người quản lý hồng nhãn của ngân hà nhãn trong vòng 24 tiếng phải xuất hiện tại vệ tinh Europa của sao Mộc để giải trừ ma ảnh thuật trong cơ thể mạch đằng. Bất luận kẻ nào, bất luận hình thức gì đạt yêu cầu, nàng đều sẽ đem khối Rubik giao cho người đó. Quá thời hạn, Lisa sẽ không khai vị trí của dấu chân quỷ ra toàn vũ trụ. Một khi bí mật được tiết lộ, trật tự giữa vũ trụ sẽ bị phá vỡ, sẽ có vô số kẻ sẽ liều mạng đi tới đó để tìm chết. Hơn nữa, đám ác ma bên trong dấu chân quỷ cũng sẽ thừa cơ ra ngoài quấy rối. Như vậy là ngân hà nhãn cùng liên minh giữa các vì sao đều sắp ngồi không yên rồi. Bạch nhãn đại nhân được đề nghị tấn công phi thuyền của Lisa để đoạt khối Rubik hoàng kim. Tuy nhiên, đứng trước một việc đáng thú vị như thế này, hắn không muốn quá vội vàng giải quyết. Về phần bạch đằng, trận đấu solo 1 với 30 của cậu ta cũng chính thức bắt đầu. Phần 1 của bộ phim tới đây là kết thúc. Và chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, mời các bạn cùng đón xem nhé. Nếu như thấy video thú vị và hữu ích, vậy thì các bạn hãy để lại cho chúng mình xin một like và một lượt đăng ký. Còn nếu như thấy video thiếu sót, vậy thì các bạn hãy để lại comment góp ý bên dưới nhé. Video của chúng mình tới đây là kết thúc rồi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong các video tiếp theo.